Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lyza ha. Hôm nay thì bên vườn em sẽ giới thiệu mình 23 cây sứ thái ghép, cây zin và cây hàng VIP luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 900.000 một cây. Em ship hàng trên toàn quốc luôn ha. Số điện thoại đặt hàng của vườn là 0981813055. Rồi, cả nhà mình xem nếu mình yêu thích cây nào thì muốn ủng hộ cho vườn thì mình cứ alo trực tiếp ha. Mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Mà mình gọi điện trực tiếp là chốt đơn nhanh nhất ha. Còn nhắn tin thì khi em bán xong em rảnh em mới trả lời tin nhắn cho mình được nha cả nhà. Rồi số 1. Số 1 thì em sẽ giới thiệu cho mình một gốc sứ riêng trước nè. Đây gốc riêng. Cây mình đang trong chậu C12 nha. Củ này là củ hình tròn. Đây là gốc sứ riêng nè. Cây em chôn sâu để mình nuôi củ này phổi ra. Rồi, gốc này là 100.000 nha cả nhà. Củ nằm trong chậu C12. Tiếp số 2. Số 2 là một gốc zin nữa nè. Gốc zin này thì nhà vườn trồng đã trên 5 năm tuổi rồi. Có hành gốc của em ướm lại thử á. Cái phần nổi trên đây là 4 găng tay em vòng lại nha cả nhà. Cây mình tàn rộng tầm 9 tấc. Tình trạng cây mình đang hoa, đang nụ và hoa. Mình thấy cái cốt cây mình to đó. Cốt to thì là cái củ nó sẽ to ra nha cả nhà. Rồi 350.000 cho một gốc sứ riêng nè. Số 2. Rồi số 3 đổ về sau sẽ là cây hàng ghép. Số 3 là giống hoa màu tím. Hoa ba lớp màu tím tên Ti Ti nha. Cây này là bo khỏe, tựa dài, tàn tròn. Tình trạng cây là đang vô nụ. Cây này về mình ngắm vài đợt hoa nữa thì chiếc riêng được luôn ha. Cây ghép chín bo giá 200.000 ạ. Số 4. Số 4 một giống có hương thơm, hoa ba lớp vàng cam sọc, tên là Xuân Ý. Xuân Ý mình 6 bo 120.000. Số 5. Đây, một giống hoa thơm và rộ, cây này cũ rất là già luôn. Rồi, ghép giống là Juliet Caster nha cả nhà. Đây, cây mình đang có nụ nha, đỏ và vàng cam, cây 3 bo 100.000. Số 6. Nguyệt Tâm 2. Ba lớp màu hồng có sọc hồng đậm, một mặt hoa rất là nổi bật luôn. Cây mình 6 bo 160.000. Tình trạng cây mình là tán tròn nha. Số 7. Số 7 là một cây củ hình hơi quá nhẹ nè. Ghép Nguyệt Tâm 7, một giống hoa chuyển màu. Nguyệt Tâm 7 4 lớp. Lớp nó nở ra thì vàng cam có sọc hồng, nở vài ngày sẽ chuyển sang hồng nha, chuyển màu mạnh luôn, chuyển sang hồng mạnh lắm. Cây 7 bo 100.000. Số 8, Ngọc Cô Nương 3 lớp, hồng sọc trắng, hồng viền trắng, cây 5 bo 100.000. Số 9. Cây ghép hai giống. Ghép rồng đen 3 lớp đỏ viền với lại én hoa 2 lớp. Cây mình 7 bo 100.000. Số 10. Số 10 ghép hai giống mà chiếm ưu thế nhiều là thần tài 5 cánh màu đỏ. Cây mình tàn tròn nha cả nhà, tựa dài nè. Cây ghép 8 bo. 8 bo mà 6 bo thần tài, 2 bo kiều Mỹ. Kiều Mỹ 2 lớp vàng cam sọc đỏ. Rồi 100.000 cho gốc này. Số 11, Ngọc Thủy Tiên, hoa 3 lớp. Cây 5 bo 110.000. Số 12, Ruby, 5 cánh màu đỏ. Đây, Ruby, cái tàn của Ruby. Mình thấy cái lá có đốm đốm xanh là lúc này đang mùa mưa, bên em xịt thuốc nha cả nhà. Đây, xịt thuốc định kỳ cho nó. Rồi, cây 5 bo 160.000 Ruby. Số 13, Ngọc Băng, 3 lớp, trắng tinh, xây hoa to, cây 6 bo 120.000. Ngọc Băng này, cái củ nhìn rất đẹp luôn nha. Cái củ này nếu mình nhổ ra vũ sạch đất thì củ nó nằm khoảng trên 4 kg. Số 14. 14 là một cây củ già nè. Trong cái video này có mấy cây của ông chú ông chơi mà giờ ông lớn tuổi rồi ông không chăm sóc nổi nữa, ông gửi em bán giùm luôn. Đây, ai thích sưu tầm dạng củ già thì đón mấy củ này ha. Cái này thì bán giùm ông chú nè. Đây mình thấy cái mặt củ của nó nè. Nói chung hàng tuyển của người ta mà người ta lựa ta chơi mà. Giờ không chơi nổi nữa nên bán. Đây. Cây cũ già lắm nha cả nhà. Mình thấy cái màu cũ rất là già.
Tán cây nói chung nhìn cũng khá ổn. Cây năm bo ghép màu tím, búp đồ biêu nha. Củ già năm bo 100 ngàn. Số 15 ghép hai giống Tiêu Phong với lại Kim Phát, hai mặt hoa ba lớp hết nha. 8 bo 100 ngàn. Chiếm ưu thế nhiều là Tiêu Phong. 8 bo mà 7 bo Tiêu Phong, 1 bo Kim Phát. Rồi số 16, 16 đổi về sau sẽ là có những cây hàng VIP nè. Cái lô này thì mới ghép ra nè cả nhà. Rồi Vân Huế 5. Mình lên trên tàng mình xem cái dàn tàng nó trước nha. Vân Huế 5 nè, 3 lớp màu hồng sọc đỏ hoa to, màu rất là sắc nét luôn nha. Cái tàng thì rất là ok luôn. Bo khỏe nhìn tàng xum xuê. Rồi xuống mình xem cái đế nè. Khách nào thích cái dạng củ hầm hố thì đón củ này ha. Ghép 12 bo giống Vân Huế 5, giá 500 ngàn. Đây là một giống hoa to, hoa không gục, hoa rộ nữa. Rồi 500 ngàn. Tiếp 17. 17 là Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ. Ai thích đỏ đậm thì đón em này về đội mình ha. Cây 7 bo 350 ngàn. Cái hành củ của cái cây số 17 này, Nguyệt Tâm Năm này, em ướm thử ngoài 4 gang tay em vòng lại nha cả nhà. Củ mình già lắm nha. Đây mình xem cái màu củ này là cái củ già. Tiếp 18. 18 một cây ghép hai giống mà chiếm ưu thế nhiều là của giống Vân Ngọc nha. Vân Ngọc 4 lớp màu đỏ cánh viền trắng và Encasin. Đây mặt hoa của Encasin mới bung nhẹ ra đây. Encasin đỏ viền luôn nha cả nhà. Hai mặt hoa đỏ viền mà mỗi hoa mỗi nét nha. Cây mình 13 bo 500 ngàn. Nói chung nếu mình có điều kiện mình mua những cái cây cái giá cao cao thế này thì về mình để trong nhà mình rất là đẹp luôn. Củ to tàn đẹp, nói chung tiền nào của đó nha cả nhà. Rồi cây này 500 ngàn. Tiếp 19. 19 là ghép Quỳnh Chi. Quỳnh Chi 3 lớp trắng viền hồng. Đây Quỳnh Chi mình thấy mặt hoa của nó đây. Quỳnh Chi cây 7 bo giá 400 ngàn. Số 20 Tân Quý 5 cánh trắng, 5 cánh hồng trắng nè, đỏ. Đây mặt hoa nó đây. Hoa rất là rộ luôn. Mưa mấy ngày nay nó hư nụ hư bông từ lưa. Nãy em mới lượm bỏ bớt á. Cái cây này mấy bữa trước là nó ra nhìn rực rỡ luôn. Mà mưa quá không làm clip được. Nên mấy bữa trước có mưa em nghỉ khỉa hai bữa luôn á. Mưa không làm clip được luôn mà mưa ngày đêm luôn. Rồi số 20 Tân Quý nha. 8 bò 350 ngàn. Rồi củ này khách nào thích sưu tầm dòng 5 cánh mà hoa rộ, màu nổi bật thì đón em này về đội nha. 350 ngàn. Số 21. 21 Kim Phát 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Đây cái củ của Kim Phát nè. Chín bo 700 ngàn. Số 22 cây ghép hai giống. 8 bo hai giống. 8 bo ghép 4 bo này 4 bo kia phân đều luôn nha. Trà Mi 11, Trà Mi 11, 3 lớp màu trắng viền hồng đậm. Thơm nhẹ với lại Ferrari 3 lớp trắng viền đỏ cánh nhọn, hai mặt hoa rất là nổi bật luôn. Cây mình ghép 8 bo giá 700 ngàn. Củ này củ hình hơi dẹp. Tiếp số 23. 23 là một gốc già nữa nè cả nhà. Này. Cái hành củ này là 80 mấy á. Rồi ghép cẩm chướng nha. Cẩm chướng này kêu bằng cái tàn của nó là xuất sắc luôn cả nhà ơi. Cây mình tựa dài nha. Đây mình thấy cái mắt ghép nè. Tựa dài thì mắt ghép mình rất là chắc. Đây mình nhìn vô nè, rất là khó thấy được cái điểm ghép của nó luôn nha. Nó liền rất chắc. Tình trạng cây mình là đang chấm nụ li ti. Rồi củ thì nhìn cơ bắp lắm. Cây 5 bo, 5 bo thân cây nó phân tàn đều luôn nên nhìn cái tán nó tròn lắm nha. Giá 900 ngàn.
Rồi hôm nay em giới thiệu mình 23 cây. Cả nhà xem nếu mình yêu thích cây nào muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.